Tiếp theo Đức Thầy Vô Danh Thị sẽ tặng quý con qua bài tăng nhạc Cao Đài Cha Sinh. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, vào năm 26 mơ bài thánh ca. Tây Ninh Tam Bảo là nhà, đến năm 46 thiên hạ bế cơ. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, bế cơ chờ Phật ngôi hai đạo thành. Tái sinh dạy cái đạo lành, chánh pháp ban xuống quần sanh Cao Đài. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, Phật là phân hóa hình hài tự cha. Ngồi hai xuống thế tu mà, thanh thành chánh hóa tay cha Cao Đài. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, nay thầy con xuống lập đài đồng quan. Các con nam nữ của cha về phò Di Lặc lập ra thái bình. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, chung thiền Di Lặc dựng xây đạo trời. Các con nay muốn về ngôi, lời thề nhập giáo cha trời xa ăn. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, ra phò thanh tô ngôi hai đạo trời. Thần thiên cha dạy con ngồi, Cao Đài nhập đạo của trời kỳ ba. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, Phật là phân hóa hình hài tự cha. Ngồi hai xuống thế tu mà, thanh thành chánh hóa thay cha Cao Đài. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, nay thầy con xuống lập đài Long Hoa. Các con nam nữ của cha về phò Di Lặc lập ra thái bình. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, chung thiện Di Lặc dựng xây đạo trời. Các con nay muốn về ngôi, lời thề nhập giáo cha trời xa ăn. Cha sinh Nam Việt Cao Đài, ra phò thanh tô ngôi hai đạo trời. Thần thiên cha dạy con ngồi, Cao Đài nhập đạo của trời kỳ ba. Kính bái Đức Thầy Vô Danh Thị.